giờ nó biết quý sức lao động, không ngượng vì việc chân lấm tay bùn, như thế mới nên người được. Con nó đang lấy công chuộc tội, dù ít dù nhiều mình cũng nên khích lệ động viên nó để nó không bỏ cuộc. Con nó vào thăm, em đợi lời khích lệ động viên nó nhé. Mà anh gọi điện xem nó ăn uống gì chưa? Anh gọi rồi nhưng nó chưa nhấc máy, để anh gọi lại. À, thôi thôi thôi, không cần phải gọi lại đâu. Tốt nhất là anh về luôn đi xem nó thế nào. Xong trên đường về mua cho nó rất gà tần nhá. Nhưng không có ai ở nhà, không khéo chỉ ăn mì úp thôi, chả chịu nấu nướng gì đâu mà. Anh còn ở lại trông em, đêm hôm nhớ xảy ra chuyện gì. Chuyện gì là chuyện gì? Phủi vụ như mồm anh. Em không làm sao hết. Thằng Bảo bây giờ mới là cần phải để ý. Sao tự nhiên chị lại quan tâm đến tôi như thế? Trước giờ chúng ta là bạn, tôi vẫn quan tâm cậu như này mà. Mà đây là thuốc chú Nam đưa cho tôi, không phải của tôi. Cứ dùng đi, không nợ lần gì cả, bạn bè song phẳng. Giờ khác rồi. Tôi và chị không thể trở về tình bạn ngày xưa được nữa. Chị sắp lấy chồng rồi. Tôi không muốn làm chị phân tâm với sự lựa chọn của mình. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Lấy chồng cái gì mà lấy chồng? Mà chả hiểu sao tôi phải phân vân vì cậu cơ. Rảnh rỗi nên tiện tay thôi. Ăn sáng đi. Chị lạ thật đấy. Lúc tôi đến tỏ tình với chị thì chị từ chối. Từ chối xong chị lại xông đến đây. Chị không thích người ta, cũng không đồng ý cho người ta quên mình. Hôn thế nào? Ý chị như nào? Không vào nghe tư vấn để chồng chưa lưới à? Ui dồi ôi, mấy kiến thức đấy trên mạng có đầy, sao phải nghe? Mà mày quên là tao có bằng trung cấp nông nghiệp à? Nhưng mà người ta là thạc sĩ. Thạc sĩ này, trung cấp này. Này nhìn này, nhìn đi. Này, còn lâu mới tới nhá, xa lắm. Ờ, cứ cho là thạc sĩ học nhiều hiểu rộng đi. Nhưng mà từ kiến thức đến thực hành ấy, này, nó cũng xa lắm ông ạ. À, mà mày đã nhìn thấy cô ta trồng ra cái quả dưa theo công nghệ cao nào chưa? Ông đi dạy người ta như là thật đấy. Nhầm. Biết ông Tú không? Ông Tú dưa ấy, ngay làng bên ấy, năm vừa rồi thu mấy tỷ tiền dưa. Thì sao? Thì cái người mà tư vấn kỹ thuật kiêm luôn cả quản lý trang trại cho ông ấy chính là quả thạc sĩ mà bạn đang coi thường nhỉ? Chả tin. Không tin ấy? Đi luôn, sang bên nhà ông Tú xem vườn dưa ông đấy, tận mắt thấy tai nghe luôn. Tao không có thời gian. Này, bạn khuyên thật nhá, muốn thay đổi bỏ ngay cái tính sĩ diện đi, chứ cứ tự làm theo ý mình ấy, sai một ly đi mấy tỷ ấy.